Thông báo, đài BYN TV 57.3 xin trân trọng thông báo tin vui cho cộng đồng người Việt tại thành phố Houston. Sau những cố gắng và nỗ lực, đài BYN sẽ trở lại tiếp tục phát sóng chính thức vào đầu tháng 8 năm 2017. Được sự yêu thương và ủng hộ của quý đồng hương trong suốt hơn 10 năm qua, đài BYN TV 57.3 nay đã được đầu tư mới hoàn toàn từ sản xuất chương trình đến ban quản lý đài. Chúng tôi hy vọng với sự đổi mới về hình ảnh cũng như nội dung, BYN TV sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và theo dõi của khán giả tại Houston. Hiện chúng tôi đang cần tuyển nhân viên cho các vị trí Sales, Camera, Editor, nhân viên điều hành Playbox, nhân viên dịch tin, Anchors và MC cho chương trình News cũng như các chương trình talk show, hội thoại và giải trí cuối tuần. BYN, nơi làm việc lý tưởng cho các nhân tài phát triển, lương bổng cao và nhiều phúc lợi. Các ứng viên xin vui lòng gửi resume về địa chỉ email job@bynTV.com hoặc vui lòng gọi số 713-429-4046.